Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Độc cyanua nguy hiểm thế nào? Liên quan đến vụ việc cô ruột đầu độc cháu trai gây chấn động, dư luận đặt ra câu hỏi về độ nguy hiểm của chất độc cyanua. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, khoa nội tim mạch, lão học bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cyanua là chất độc cấp tính. Nếu bị nhiễm qua đường tiêu hóa thì hấp thụ vào máu rất nhanh, có thể tử vong ngay. Hiện các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh đều không có thuốc giải độc cyanua đặc hiệu. Bệnh viện Lê Văn Thịnh phải sử dụng thuốc thay thế có hiệu quả yếu hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Ngọc Minh, phó giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sau hơn 20 năm làm nghề, lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị ngộ độc cyanua. Bác sĩ Minh cho biết, cyanua là chất độc cực mạnh, nhiễm độc cyanua rất cấp tính. Bệnh nhân sẽ chết sau vài giây hoặc vài phút khi nhiễm độc với liều lượng 50-150mg. Chất độc này khi vào cơ thể sẽ hấp thụ vào máu rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Với nồng độ rất nhỏ, dưới ngưỡng 50mg, cyanua có thể gây tàn phế vĩnh viễn hoặc người bệnh có những vấn đề về thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, không thể chữa khỏi. Theo các bác sĩ, trong tự nhiên, chất độc cyanua có thể có trong củ sắn, khoai mì, măng tươi chưa nấu chín. Đáng chú ý, đây không phải là sự việc hy hữu. Trước đó đã có nhiều vụ việc thương tâm đầu độc bằng cyanua để lại hậu quả nặng nề. Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay pháp luật quy định về việc kinh doanh hóa chất cyanua rất khắt khe. Tuy nhiên, việc mua bán hóa chất vẫn diễn ra tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí ngay cả người bán, người mua chưa đủ điều kiện mua bán hóa chất vẫn có thể sử dụng. Bằng chứng là thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng bị đầu độc bằng các hóa chất, trong đó có cyanua, gây ra chết người. Luật sư Hùng cho biết kinh doanh hóa chất cyanua là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện rất khắt khe. Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hóa chất độc hại này phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh như đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất, yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật trong sản xuất. Kinh doanh hóa chất phải phù hợp quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất. Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất. Theo luật sư Hùng, việc mua bán hóa chất độc cần có phiếu kiểm soát với sự xác nhận của cả bên mua và bên bán để làm cơ sở kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, người bán không thể kiểm soát được mục đích sử dụng của người mua và người sử dụng hóa chất độc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mục đích sử dụng của mình. Luật sư Hùng thông tin, việc vi phạm trong mua bán kinh doanh hóa chất không những bị phạt hành chính mà tùy vào trường hợp có thể bị xử lý hình sự. Căn cứ Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất độc thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%. Đối với việc mua bán, sử dụng cyanua, Điều 312 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định phạt tù từ 1 đến 5 năm nếu làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu làm chết hai người, phạt tù từ 10 đến 15 năm nếu làm chết 3 người trở lên. Trước đó, ngày 5 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Bước đầu, Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua đồng chí Trần Văn Nghi, điều tra viên số điện thoại 0903 624 479. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, tại Đồng Nai, một gia đình ở huyện Nhân Trạch có 5 người chết trong gần một năm, một người đang điều trị. Cụ thể, từ khoảng tháng 10 năm 2023 đến nay, 5 người chết gồm ông H, 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Các nạn nhân trước khi chết đều có biểu hiện bị nôn ói, chóng mặt, nhức đầu. Hồi tháng 6 vừa qua, nam thanh niên tên T, 18 tuổi, cháu nội ông H, bất ngờ bị hôn mê. Hiện thanh niên này đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đã tỉnh táo, nghi ngờ nạn nhân bị đầu độc.
phía gia đình đã báo công an huyện Nhân Trạch. Lời khai ban đầu của hai nghi phạm vụ thi thể cô gái trong vali ở Vũng Tàu. Ngày 23 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong vụ án sát hại cô gái rồi bỏ thi thể vào vali phi tang xác trên khu vực núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh xác minh một trường hợp bị mất tích. Qua điều tra, công an nghi vấn nạn nhân đã bị giết hại ở một khách sạn tại phường 2, thành phố Vũng Tàu. Cơ quan điều tra cũng xác định nghi phạm là Võ Thành Long, 20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền và một đối tượng không rõ lai lịch, sống lang thang. Đến khoảng 3 giờ sáng 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ Long tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này khai thông qua mạng xã hội có quen biết với chị T, 21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ. Ngày 18 tháng 5, Long cùng với bạn tên là Vũ Thành Huy, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, thuê một chiếc xe taxi để đón T đi chơi tại thành phố Vũng Tàu. Khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Long và T về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi. Khi phát hiện chị T có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản. Long sau đó đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc để bàn việc phi tang xác của nạn nhân và lấy tài sản. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Long đi mua vali, sau đó cùng Huy đưa thi thể của nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tang. Cả hai thống nhất vứt vali có chứa thi thể nạn nhân tại núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khám xét trên người của đối tượng Huy, cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động iPhone 12 Pro Max của nạn nhân. Vụ việc này khiến nhiều người không khỏi nhớ đến vụ việc cô gái 21 tuổi bị sát hại vào mùng 7 Tết năm 2024. Thời điểm đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội đã thu thập được nhiều chứng cứ, dấu vết quan trọng chứng minh cho hành vi phạm tội của nghi phạm Hoàng Minh Hào, như các dấu vết của việc sử dụng dầu gió tại căn phòng cho thuê nơi phát hiện thi thể nạn nhân LTTL, quê Thanh Hóa. Theo các chuyên gia tội phạm học, nghi phạm Hào đã có tính toán kỹ việc sử dụng dầu gió để làm át đi mùi tử khí thi thể nạn nhân phân hủy. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi. Trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố giám định ADN của Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, việc thực nghiệm hiện trường cũng đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành xong trong chiều ngày 21 tháng 2. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào. Mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo như những gì Hào khai với cơ quan công an, thì ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Hào sau đó thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị L. 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, Hào hẹn gặp chị L tại căn nhà trong ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ, nhưng do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Khi đã hẹn được chị L, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay sát hại nạn nhân. Sau khi sát hại chị L, nghi phạm Hoàng Minh Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy hiệu Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của nạn nhân làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, công an phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng từ buổi gặp mặt này đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời và một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra. Không chỉ là hành vi thủ ác của nghi phạm mà hoàn cảnh của nạn nhân trong vụ án này cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. Bà LTO, cô ruột của nạn nhân chia sẻ rằng,
cháu ngoan hiền, biết lo cho bố và hai em nhỏ, cứ tưởng có công việc ổn định để giúp bố và các em ăn học. Ai ngờ cháu nó lại chịu cảnh đau lòng đến vậy. Theo ông Cầm Bá Tâm, trưởng thôn Thành Thắng, gia đình nạn nhân là hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông S mất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông, ông S phải một mình nuôi 3 con ăn học, L là chị cả trong nhà. Ông Tâm chia sẻ rằng khi vợ anh S mất, lúc đó L mới 17 tuổi nhưng cháu nó đã phải nghỉ học giữa chừng, ra Hà Nội tìm việc làm để hỗ trợ bố nuôi hai em ăn học. Cũng theo ông Tâm, kể từ ngày vợ mất, ông S sức khỏe không ổn định, công ăn việc làm không có nên gia đình anh S chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng. Giờ người con gái đầu qua đời, không biết gia đình ấy có vượt qua được khó khăn này không? Ông Tâm thương cảm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.